chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt mẫu Exciter 155 mới. Và ngay bên cạnh mình đây đó chính là chiếc xe được mong chờ nhất năm của Yamaha, chiếc Yamaha Exciter 155. Thì đây là phiên bản cao cấp nha. Phiên bản cao cấp thì nó sẽ khác với phiên bản tiêu chuẩn là thì nó sẽ có cái phanh 2 bit và một cái chìa khóa Smart Key. Phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có phanh 1 bit và khóa cơ. Về phần cảm quan bên ngoài thì mình thấy đây là một mẫu xe nó khá là lạ mắt. Thì có thể lúc ban đầu các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy nó không có được bắt mắt như đời cũ, nhưng mà nhìn lâu thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp, rất là nhiều đường cắt xẻ nha, rất là nhiều đường khí đồng học được đặt ở trên mẫu Yamaha 155. Và đặc biệt là cái phần hông này, khi mà mình ngồi lên cái góc nhìn này và mình cảm nhận là cái phần này rất là to nha, cực kỳ nó to và nó hầm hố hơn rất là nhiều so với chiếc Exciter 150. Đặc biệt là Yamaha hiện tại vẫn đang bán song song cả Exciter 150 và Exciter 155 luôn. Ở phía sau thì mình sẽ có một cái về sau để bắt biển số hoàn toàn mới nha, gọn hơn rất là nhiều, gọn gàng hơn, đẹp hơn. Và đặc biệt là cái đèn hậu phía sau này, một cái đèn hậu lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc Yamaha R1. Và nếu các bạn có nhìn kỹ thì ở phía sau chúng ta có thể thấy là hai cái, nếu nhìn từ góc phía sau thì chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế xe rất là gọn gàng và nhìn ở phía sau rất là giống với những chiếc Sport Bike. Thực ra thì nếu mà soi kỹ về chiếc xe này thì có nghĩa là Yamaha dành rất là nhiều tâm huyết trên chiếc Exciter 155. Kể cả cái phần xích, phần sên đều được có trang bị thêm những cái phốt để cho nó êm hơn rất là nhiều. Phần yên cũng được làm yên 2 tầng và may rất là nhiều cái da khác nhau. Đặc biệt là đi kèm với nó là cái đường chỉ khâu khác. Cái phần đầu nhìn vào thì có thể các bạn sẽ thấy nó là nó hơi, tại vì cái cảm giác mới nó sẽ hơi lạ mắt một tí, nhưng mà nhìn lâu thì mình nghĩ là sẽ rất là ok và rất là chấp nhận được. Một cái phần đầu rất là đẹp ha. Đèn định vị được đặt ở đây, đèn pha được đặt ngay sát đèn định vị, còn đèn chiếu gần thì sẽ được đặt ở đây để chúng ta có thể tối ưu được cái hiệu quả chiếu sáng khi chúng ta vào cua. Thông số lớp và mâm thì giống như 150, thì tất cả những anh em chơi xe nếu mà có nhu cầu nâng cấp về mâm lớp thì có thể được thực hiện. Đây là phiên bản Exciter 155, phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hai cái hệ thống phanh là 2 bit ở phía trước và đi kèm với nó là cái khóa Smart Key. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có một cái phanh 1 bit và chìa khóa cơ. Rồi, một cái màn đồng hồ rất là đẹp nha. Đồng hồ full điện tử giống như cái mẫu Philips năm 2018 luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc 12V đây. Trên cái màn hình này thì mình sẽ thấy vòng tua lên tới 11.000 vòng. Đấy, một cái đồng hồ đơn sắc thôi. Bassing và nút startup engine thì cũng giống như là cái đời thế hệ năm 2018 mà chúng ta đã có cái phiên bản Philips đó. Ẩn sâu bên trong một cái dàn áo này thì chúng ta sẽ có một cái bộ khung sườn mới, một cái chản ba hình chữ Y, một cái bộ gá động cơ mới. Và đặc biệt là cái động cơ này cũng đã được Yamaha làm lại hoàn toàn. Đây là chiếc xe được Yamaha đã lắp rất là nhiều phụ kiện chính hãng trên chiếc Exciter 155 này. Chúng ta sẽ có một cái chắn bùn ở phía sau, nắp chụp dầu nè, rồi tay côn và tay phanh đều là đồ chơi hết. Vâng, và nãy giờ thì mình đã chia sẻ một vòng về cái thiết kế bên ngoài của chiếc Exciter 155 và cái đặc biệt quan trọng nhất đó là trái tim của chiếc xe. Thì cái động cơ trên Yamaha Exciter 155 giống như cái tên của nó luôn, 155 phân khối và nó cho cái mức công suất lên đến 17,7 mã lực, cao hơn rất là nhiều so với những chiếc xe trong phân khối 150 và kể cả người đàn em là Exciter 150. Thì cái trái tim này không những là nâng cấp về cái dung tích mà nó còn nâng cấp về, chúng ta sẽ có một cái hộp số 6 cấp, xe con tay 6 cấp, thêm một cấp số nữa và đi kèm với nó là bộ nồi chống trượt slipper clutch. Đó là bộ nồi chống trượt thì nó sẽ giảm được cái hiện tượng khóa bánh khi mà chúng ta dồn số, khi mà chúng ta chuẩn bị vào cua. Thì đó là những cái đặc điểm quan trọng nhất trên cái khối động cơ 155 của Exciter mới. Thì bản tiêu chuẩn sẽ có giá là 46.990.000 đồng và bản cao cấp là 49.990.000 đồng. Phiên bản GB thì sẽ mắc hơn 1 triệu đồng nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và đây là một phần đánh giá rất là nhanh Exciter 155. Ngày mai thì mình sẽ có mặt tại trường đua Đại Nam để trực tiếp lái thử mẫu xe này và mình sẽ chia sẻ tiếp theo về những cái cảm nhận ban đầu về cái khả năng lái, hệ thống phanh, lốp này nọ. Các bạn hãy nhớ đón xem trên kênh Xe Đời Sống nhé. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại cho biết lần sau.